NASA vừa công bố các bức ảnh ngoạn mục chụp thứ được gọi là những trụ cột sáng tạo, nơi các thế giới mới đang ra đời theo nghĩa đen. Những bức ảnh được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb do NASA điều hành chính, bên cạnh sự hỗ trợ của cơ quan vũ trụ châu Âu và Canada. Trong ảnh, một tinh vân khổng lồ ma quái hiện ra như một bàn tay thần thánh vươn thẳng lên bầu trời, các ngón tay to khỏe như những cây cột trụ. Đó là tinh vân Đại Bàng, một vùng hình thành sao vĩ đại nằm trong chòm sao Cự Xà. Đài BBC dẫn lời giáo sư Mark Mickering, cố vấn cấp cao về khoa học tại cơ quan vũ trụ của châu Âu. Tôi đã nghiên cứu tinh vân Đại Bàng từ giữa những năm 1990, cố gắng nhìn thấy bên trong những cột trụ dài hàng năm ánh sáng mà Hubble cho thấy, tìm kiếm những ngôi sao trẻ bên trong chúng. Tôi luôn biết rằng khi James Webb chụp ảnh nó, chúng sẽ thật tuyệt vời. Theo NASA, thứ nổi bật nhất trong hình ảnh từ máy ảnh hồng ngoại gần Near-Cam của James Webb chính là những ngôi sao mới hình thành, vẫn còn ở giai đoạn tiền sao. Màu đỏ tươi có gai nhiễm xạ nằm bên ngoài một trong những cột trụ vốn làm bằng khí và bụi. Khi các quả cầu đỏ tươi này có khối lượng đủ lớn bên trong các cột khí và bụi, chúng bắt đầu sụp đổ dưới lực hấp dẫn của chính chúng, từ từ nóng lên và thành những ngôi sao sơ sinh thực thụ. Những thế giới mới này khi lớn lên sẽ dần hình thành những hành tinh quay quanh nó, nơi rất có thể người ngoài hành tinh ra đời và ngự trị trong hàng tỷ năm nữa. Những đường gợn sóng như dung nham ở cạnh một số cột trụ chính là những vụ phóng năng lượng và vật chất mạnh mẽ từ những ngôi sao trẻ tuổi đang bắn ra các luồng phản lực siêu thanh định kỳ và chạm với các đám mây vật chất xung quanh và tạo nên cảnh tượng kỳ thú. Những ngôi sao trẻ này mới khoảng vài trăm ngàn năm tuổi. Quan sát các thế giới mới chập chững chào đời này đem đến dữ liệu tuyệt vời để các nhà khoa học tìm hiểu về cách các ngôi sao và hành tinh hình thành, từ đó giải mã phần nào những bí mật muôn đời về cách mà chúng ta đang hiện diện trong vũ trụ.